em đi open nha. Ok, open đi. You eat sushi and then you eat ginger. Yellow ginger, red pink, ginger, pink ginger. Nát đi. Dễ lắm. First learn thank you. Hello. À, tiếng chào không ông cổ. Không. Khó quá, cái đó khó quá rồi. Angel. Tiên thần. No. Bụt. Ai cho you say bụt? Fairy. Fairy là trẻ hơi á. Không, fairy. Mình phải làm mọi cách khi mình xuất hiện là mình phải tạo cho một cái ấn tượng. Cái này là nói thiệt là lúc mà em đi quay với lại chị Trang hay là anh Thành rất là dễ bị tâm lý hay sao. Thì gặp những cái trường hợp đó là mình sẽ làm cái gì việc tốt nhất. Cái đầu tiên là chứng tỏ là mình tôn trọng cái đối phương của mình. Mình rất tôn trọng, mình mới khớp. Vậy là hồi nãy anh không tôn trọng em. Anh kêu cái nét diễn em nói chuyện live stream. Anh xin lỗi em đi. Ủa anh thấy mày đâu khớp với anh đâu. Nhưng tụi mình là khớp theo kiểu là nói vậy anh cầu hôn luôn. Gì vậy?